Đây là con chó vàng Phú Quốc. Có con mực đen nữa nè. Hai con này là ở chung nhà. Mực đen nó đang ăn bánh mì đó. Thấy bánh mì là nó dần. Mắt nó đen thùi luôn rồi mọi người. Mắt nó đang màu nâu nâu nha. Con này mắt cũng màu nâu nhưng mà màu da có da màu da đen ở giữa màu vàng hoài. Nâu vàng ấy mọi người. Lông nó sao mà mắt nó vậy. Đây là Phú Quốc lai nha mọi người. Phú Quốc rặt lưng sấy. Con này ra đặc tính rất ham ăn. Vàng 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 vàng. Đó, nó nhìn đó có ăn là nó nịnh lắm người, ghét lắm. Nó nếu mà lạ mình vuốt hoặc là người quen vuốt thường nhiều khi nó còn táp, nhưng mà táp dạ thôi, người lạ chắc nó táp lục tay luôn, dữ lắm. Còn này đó nó giật đó, cho nó ăn miếng bánh mì nha mọi người, có ăn là nó rất là nịnh, vuốt về thoải mái. Bình thường vuốt nó nóng lên là nó táp. Con vàng, con mực này mọi người, mực thấy ghét không? Con mực này sủa dữ lắm nha mọi người. Con vàng này cũng sủa nhưng mà không bằng nó. Hai con này là anh em sống chung nhà. Đó, bây giờ là đi lòng vòng đó. Đây là con móc. Móc này là từng phản chủ về đây sống nha mọi người. Móc này về đây nó sủa.